Nga siết chặt vòng vây, đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi khu vực Kursk, tạo thêm áp lực trong cuộc xung đột kéo dài. Giữa tình thế khó khăn, Ukraine bất ngờ nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phương Tây. Trước sức ép từ cuộc tấn công dồn dập của Nga, các đơn vị phòng thủ lãnh thổ Ukraine đang trải qua thời kỳ khó khăn nhất từ đầu cuộc chiến đến nay. Các chuyên gia cảnh báo đây có thể là thời điểm then chốt quyết định sự tồn tại của lực lượng phòng thủ. Trong bối cảnh giao tranh khốc liệt ở miền Đông, tuyến phòng thủ kiên cố nhất của Ukraine tại Chavostra đang trên bờ vực sụp đổ trước sự tấn công mạnh mẽ của Nga. Cuộc chiến UAV giữa Nga và Ukraine ngày càng trở nên quan trọng trong việc thay đổi cục diện chiến trường. Liệu rằng cuộc chiến UAV có thể trở thành yếu tố quyết định thắng bại trong cuộc xung đột này? Tại Biển Đen, Nga đã sử dụng tên lửa chiến thuật Iskander-M tấn công thành công tên lửa R-360 Neptune của Ukraine, một trong những vũ khí phòng thủ quan trọng của nước này. Động thái này không chỉ thể hiện sức mạnh của kho vũ khí Nga, mà còn đe dọa khả năng phòng thủ biển của Ukraine để chiến sự ở khu vực này vào thế bất định. Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, Nga cho rằng mặt trận của Ukraine ở Kursk có thể sụp đổ trong một tháng. Thiếu tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm AKMAT của Nga, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của Nga là cô lập lực lượng Ukraine ở Kursk, sau đó truy quét và loại bỏ toàn bộ đối thủ ở khu vực này. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ phía Ukraine đã tổn thất hơn 200 binh lính, một xe tăng và ba xe bọc thép ở Kursk trong ngày qua. Tính đến hiện tại, Kiev đã mất tổng cộng hơn 23.150 binh lính trong các cuộc giao tranh ở biên giới. Cho đến hiện tại, lực lượng vũ trang Nga đang tích cực tiến quân theo nhiều hướng tại Kursk, cố gắng cắt đứt những tuyến đường tiếp tế của các đơn vị Ukraine. Đặc biệt, quân đội Nga đang triển khai tấn công tại các khu định cư Liubimovka, Ruskoi Poryknoy, và Ruskaya Konopenka. Theo các nguồn tin quân sự, yếu tố then chốt trong chiến thuật của quân đội Nga ở mặt trận Kursk là bao vây các vị trí của đối phương, sau đó chặn những tuyến đường tiếp tế của quân đội Ukraine. Điều này cho phép gây áp lực đáng kể lên quân đội Ukraine, buộc lực lượng Kiev phải rút lui hoặc phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn lực. Tuy nhiên, bất chấp những cuộc tấn công tích cực, các đơn vị Ukraine vẫn tiếp tục giữ một số vị trí quan trọng về mặt chiến lược ở Kursk, bao gồm cả các thành trì mà Nga tuyên bố đã chiếm lại được trước đó. Tình huống này buộc quân đội Nga phải sử dụng không quân và pháo binh để phá vỡ hàng phòng thủ của đối phương. Những cuộc không kích mạnh mẽ và pháo binh tầm xa nhằm mục đích làm suy yếu sức kháng cự của lực lượng vũ trang Ukraine và phá hủy các công sự của Kiev. Quân đội Nga đã tiến rất gần đến vùng ngoại ô phía đông nam của thành phố Sutra, giành lại làng Kolmakov trên đường đi. Giao tranh khốc liệt đang diễn ra ở Maknovka, chỉ cách Sutra 2 km. Quân đội Nga đang dần thắt chặt vòng vây xung quanh lực lượng Ukraine còn lại trong khu vực Kursk, củng cố các vị trí và tiếp tục tiến công. Trong khi đó, các đơn vị Ukraine đang cố gắng thoát khỏi vòng vây của Nga. Giao tranh ác liệt, Mỹ đã gửi cho Ukraine 31 xe tăng Abrams vào giữa năm 2023. Cho đến nay, hơn một nửa trong số đó được cho là đã bị phá hủy trong cuộc giao tranh, trong khi ít nhất một chiếc đã bị bắt giữ và trưng bày tại Moscow. Song song với đó, Úc đã tuyên bố sẽ tặng hầu hết các xe tăng M1 Abrams đã ngừng hoạt động cho Ukraine sau nhiều tháng Kiev cầu xin bất kỳ loại vũ khí nào mà Canberra có thể cung cấp. Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Úc Pat Conroy đã nói rằng đất nước của ông cam kết hỗ trợ Ukraine chấm dứt xung đột theo các điều kiện của họ. Kiev sẽ nhận được 49 xe tăng trong tổng số 59 xe tăng mà Canberra đã cho người hưu vào tháng 7. Các mẫu M1A1 cũ hơn dự kiến sẽ được thay thế bằng 120 xe tăng M1A2 mới hơn theo hợp đồng mà Úc đã ký với Mỹ vào tháng 1 năm 2022. Kiev đã kêu gọi cung cấp xe tăng do phương Tây sản xuất trước cuộc tấn công mùa xuân thất bại vào năm 2023. Washington cam kết sẽ cung cấp các mẫu xe tăng Abrams cũ hơn đã được tinh giản để gây sức ép buộc Berlin gửi thêm xe tăng Leopard do Đức sản xuất, trong khi Vương quốc Anh gửi khoảng một chục xe tăng Challenger 2. Tuy nhiên, không phải là kẻ thay đổi cuộc chơi được kỳ vọng, xe tăng phương Tây cuối cùng lại dễ bị máy bay không người lái và đạn pháo dẫn đường tấn công. Những xe bị hư hỏng có thể phục hồi phải được gửi đến Ba Lan để sửa chữa một quá trình mất nhiều tuần. Nga đã nhiều lần cảnh báo Mỹ và các đồng minh rằng việc họ cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ kéo dài cuộc xung đột mà không ảnh hưởng đến kết quả, cũng như có nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp. Phương Tây khẳng định rằng việc cung cấp cho Kiev hàng trăm tỷ đô la vũ khí, đạn dược, thiết bị và tiền mặt không thực sự biến Kiev thành một bên trong cuộc xung đột. Một tháng trước khi cuộc xung đột toàn diện với Nga bùng nổ, lực lượng phòng thủ lãnh thổ TRF của Ukraine đã được thành lập thành các trung tâm khu vực. Các đơn vị TRF không giống như quân đội chính quy, tập trung vào các ngày cuối tuần tại các nhà máy bỏ hoang để huấn luyện bằng vũ khí thật hoặc vũ khí mô phỏng với các kỹ năng quân sự như phối hợp, tấn công, tuần tra, phòng thủ và rút lui. Từ đó, một số bài đăng trên truyền thông đã chế diễu hình ảnh khoảng 50 người đàn ông đang tham gia vào một khóa huấn luyện thô sơ bằng cách sử dụng mô hình súng AK bằng gỗ. Tuy nhiên, tiếng cười sớm kết thúc vì chính những người bảo vệ lãnh thổ này đã chống lại sức mạnh của quân đội Nga trong những ngày đầu của cuộc xung đột. Thay vì các đơn vị chính quy của lực lượng vũ trang Ukraina, chính các đơn vị phòng thủ lãnh thổ là lực lượng chủ chốt đẩy lùi các đoàn quân đội Nga đầu tiên tiến đến gần Kiev và các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kursk, Kharkov, Mykolaiv, Kherson. Những cuộc tấn công đầu tiên của những binh sĩ bán thời gian này đã khiến đối phương bất ngờ và rơi vào tình trạng mất tổ chức, cho phép lực lượng chính quy của Ukraina tổ chức phòng thủ hiệu quả hơn trước một đối thủ vượt trội về số lượng. Tuy nhiên, sau những tháng đầu tiên ngăn chặn chiến dịch tấn công của Nga, mọi thứ không diễn ra tốt đẹp. Ý tưởng thành lập TRF xuất hiện vào năm 2008, nhưng đến năm 2014, các tiểu đoàn TRF đầu tiên mới được thành lập. Đây là thời kỳ hoàng kim của các đội tình nguyện và ý tưởng này được xã hội đón nhận nồng nhiệt. Ngay từ năm 2018 quá trình chuyển đổi sang hệ thống lữ đoàn khu vực đã diễn ra, dẫn đến việc thành lập 25 lữ đoàn TRF đầu tiên, một lữ đoàn trong mỗi đơn vị hành chính của Ukraine. Tuy nhiên, việc thành lập các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ không có nghĩa là phải bổ sung người vào đó. Việc tuyển dụng vào các lữ đoàn diễn ra từ từ, gồm những cá nhân tình nguyện và tận tâm, đôi khi là doanh nhân, thợ săn, cảnh sát đã nghỉ hưu. Trong tháng trước cuộc xung đột, số lượng thành viên TRF đã vượt quá 100.000 người. Ở một số nơi như Kiev và Chernihiv có những đơn vị ổn định và được huấn luyện tốt đã trải qua nhiều tháng huấn luyện thường xuyên. Trong khi ở những khu vực khác như Kherson, các đơn vị mới thành lập phải chật vật để tiếp nhận và sử dụng được vũ khí. Vấn đề này vẫn tồn tại ngay cả trong cuộc xung đột, dẫn đến các hành động không hiệu quả của TRF ở Kherson. Vào đầu tháng 1 năm 2022, TRF được tuyên bố là một nhánh riêng biệt của lực lượng vũ trang Ukraine những đơn vị này được coi là các đơn vị bộ binh hạng nhẹ vì họ không có vũ khí hạng nặng hoặc xe bọc thép di chuyển bằng xe không bọc thép thường là xe dân sự người ta cho rằng họ chủ yếu sẽ thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ ở địa phương mặc dù điều này cho phép các đơn vị triển khai nhanh chóng nhưng với tư cách là bộ binh được trang bị vũ khí hạng nhẹ họ không thể chống lại lực lượng đối phương được trang bị đầy đủ vũ khí và thiết bị trong thời gian dài có vẻ như lựa chọn hiển nhiên là trang bị vũ khí cho các tdu ở cùng cấp độ với các đội hình cơ giới khác. Vấn đề là các đội hình này cũng cần được bổ sung thành viên. Thậm chí, đã có những lời kêu gọi giải tán TRS và sáp nhập chúng vào các lữ đoàn hiện có. Theo chuyên gia quân sự Anton Holoborodko, bộ binh hạng nhẹ vẫn có thể hoạt động hiệu quả trong các cuộc giao tranh giành vị trí. Điều quan trọng là sử dụng nó một cách hợp lý. Theo kênh Readoka, Tại thành phố pháo đài Chachovia, bất chấp những thắng lợi lớn của sư đoàn dù số 98 của Nga trong thành phố, việc công phá khu định cư này sẽ còn mất nhiều thời gian. Hiện các đơn vị Nga đã kiểm soát khu vực Oktyabrisky, nơi có thể tạo ra một đầu cầu. Nhưng rõ ràng là nếu không có các hành động song hành để tạo lập thế gọng kìm, thì các mũi xung kích không thể tiến lên. Việc lực lượng vũ trang Ukraine, AFU, phần nào thay đổi mục đích ban đầu trong kế hoạch phòng thủ tại Chashopya đã gây trở ngại đáng kể khiến đà tấn công của Nga chứng lại. Quân đội Nga đang theo cách truyền thống là tạo thế bao vây, cắt tiếp viện và hậu cần cho thành phố, thông qua tuyến đường T-0504 để bào mòn vai bè gây ý chí chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine tại Chashopya. Chashopya là một thành phố chiến lược quan trọng mà Nga muốn kiểm soát. Sau khi chiếm được Bakhmut vào năm 2023, sau những cuộc giao tranh ác liệt kéo dài, Nga ngay lập tức để mắt đến Chashopya. Đây là thành phố nhỏ với dân số khoảng 12.000 người, nhưng nằm trên các ngọn đồi, có thể mang lại lợi thế đáng kể cho nỗ lực của Nga nhằm chiếm các khu vực ở phía Tây và Tây Bắc, chẳng hạn như Kramatorsk và Slavyansk. Nếu thiết lập được những vị trí trên cao tại thành phố này, Nga sẽ dễ dàng nhắm mục tiêu vào các đơn vị và vị trí quân sự của Ukraine bằng các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái. Ngoài ra, Nga cũng đang chiến đấu để giành thành phố Toretsk, nằm ở phía tây của một dãy núi. Trong nhiều tháng qua, quân đội Nga đã phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua một con kênh chạy dọc theo sườn phía tây của Chashovya. Ukraine đã điều động bộ binh án ngữ trong các tòa nhà ở phía bờ tây của kênh đào, nhưng các đơn vị của Nga đã đột kích qua kênh đào vào tháng 8 năm 2024, khiến lực lượng Ukraine bị đe dọa. Nga cũng thiết lập các vị trí để sử dụng máy bay không người lái mang chất nổ, tấn công các phương tiện của Ukraine tiến vào thành phố, khiến Kiev gặp nhiều khó khăn khi muốn đưa quân tiếp tế vào bên trong. Chuyên gia quân sự Oleg Glazunov phó giáo sư ngành phân tích chính trị và tâm lý xã hội thuộc Đại học Kinh tế Nga Plekhanov từng mô tả khu vực Chashovya là con đường quan trọng trực tiếp và đầu tiên dẫn tới thành phố Kostantinovka và sau đó là Kramatorsk và Slavyansk. Ông Glazunov chỉ ra, việc Ukraine thất thủ tại Chashovya cũng giống như trong trận chiến Kursk thời thế chiến thứ hai. Cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục, nhưng quân đội Ukraine sẽ phải rút lui và chịu thất bại tại khu vực Donbass. Đó là lý do tại sao sự sụp đổ của Chachokya sẽ là một bước ngoặt của cuộc xung đột. Sau gần 3 năm xung đột nổ ra, Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực để chiến đấu. Hàng trăm nghìn người cho tới nay đã nhập ngũ để đối phó với Nga. Nhiều người trong số đó đã thiệt mạng, bị thương, kiệt sức hoặc đã xuất ngũ. Vào tháng 4, để khắc phục tình trạng thiếu quân, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một đạo luật hạ tuổi nhập ngũ từ 27 tuổi xuống 25 tuổi. Theo luật mới, những người trốn quân dịch có thể bị tước giấy phép lái xe, đóng băng tài khoản ngân hàng và tịch thu tài sản. Mới đây, cố vấn của văn phòng tổng thống Ukraine, Serhiy Leschenko cho biết, cả đảng dân chủ và đảng cộng hòa tại Mỹ đều yêu cầu tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục hạ thấp tuổi nhập ngũ tại Ukraine. Theo các nghị sĩ Mỹ, các thanh niên Ukraine trong độ tuổi từ 18 tới 25 đều có thể được huy động gia nhập quân đội. Quốc hội Ukraine đã thông qua luật động viên vào giữa tháng 4 để tăng quân. Luật mới này đơn giản hóa quy trình xác định những người đủ điều kiện nhập ngũ và bao gồm các hình phạt bổ sung đối với những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Tờ Pravda dẫn lời ông Leschenko nói, Tôi có thể xác nhận rằng các chính trị gia Mỹ từ cả hai đảng đang gây sức ép với Tổng thống Zelensky để giải thích việc tại sao không động viên những người từ 18 tuổi tới 25 tuổi. Trong các cuộc chiến trước đây, Mỹ đã từng huy động thanh niên nhập ngũ từ khi 19 tuổi. Đó là lý do tại sao nhiều người Mỹ ám chỉ rằng chỉ có vũ khí phương Tây thôi là chưa đủ và việc huy động nam giới từ 18 tuổi là cần thiết. Tổng thống Ukraine Zelensky không nhượng bộ và tiếp tục thuyết phục các chính trị gia của cả hai chính đảng lớn ở Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine mà không thay đổi độ tuổi nghĩa vụ quân sự. Ở một diễn biến khác, theo tờ Politico, Mỹ thời gian gần đây đã triển khai một hệ thống phòng không và 100 binh sĩ để bảo vệ Israel trước nguy cơ bị Iran tấn công, nhưng không hỗ trợ Ukraine với mức tương đương, mặc dù nước này hàng ngày phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV tên lửa và bom của Nga. Politico cho rằng ở Ukraine điều đó bị coi là tiêu chuẩn kép. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã đặt câu hỏi nếu các đồng minh cùng nhau bắn hạ tên lửa trên bầu trời Trung Đông, tại sao vẫn chưa có quyết định bắn hạ UAV và tên lửa trên bầu trời Ukraine? Trong khi đó, các quan chức Mỹ cũng thừa nhận rằng họ nhận thức được sự thất vọng ngày càng gia tăng ở Ukraine, nhưng cho rằng họ đang nỗ lực hết sức để cung cấp những trang thiết bị cần thiết nhằm tăng cường khả năng phòng không của Ukraine. Một quan chức Mỹ nói, chúng tôi thực sự tập trung vào việc cung cấp cho Ukraine mọi thứ có thể để giúp họ tự vệ. Cuộc chiến trên không ở Ukraine hiện chủ yếu diễn ra giữa các máy bay không người lái UAV, trong khi máy bay có người lái ít ghi nhận hoạt động với việc hệ thống phòng không của Ukraine được bổ sung các phương tiện chiến đấu hiện đại, từ các tên lửa Patriot đến tiêm kích F-16, chiến đấu cơ Nga không thể dễ dàng hoạt động ở Ukraine, mà thay vào đó, Moscow phải ném bom lượn dẫn đường chính xác từ xa. Cùng lúc đó, Moscow đang sử dụng lợi thế lớn về pháo binh để tấn công các vị trí của Ukraine và tiến hành các chiến dịch vào phía sau phòng tuyến của đối phương bằng UAV cảm tử Lancet. Tất cả các cuộc tấn công này đều dựa vào thông tin tình báo chính xác về các vị trí của Ukraine dựa trên thông tin thu thập được của các UAV hoạt động ở khắp nơi. Nga đã phối hợp với các UAV Orlan 10, Orlan 30, Sala, Supercam và các UAV khác với mỗi phương tiện được giao một nhiệm vụ cụ thể dẫn đường cho các cuộc không kích, pháo và UAV cảm tử. Những UAV với kích cỡ nhỏ này rất khó để bắn hạ khi bay ở độ cao lớn, chúng gần như không thể nhìn thấy và có tín hiệu radar cũng như hồng ngoại nhỏ hơn máy bay có người lái. Ngoài ra, chúng được triển khai với số lượng lớn nên việc bắn hạ các phương tiện này sẽ gây áp lực cho kho tên lửa phòng không vốn đã hạn chế của Ukraine. Tuy nhiên, đôi khi yêu cầu chiến thuật đòi hỏi quân đội Kiev phải bắn hạ một UAV Orlan 10 trị giá 100.000 đô la Mỹ bằng một tên lửa Stinger trị giá 480.000 đô la Mỹ. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã điều chỉnh các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV của mình, thường được sử dụng để phá hủy xe tăng, pháo và các mục tiêu trên mặt đất khác của Nga bằng những phương tiện đánh chặn có thể bay ở độ cao lớn hơn. Các máy bay không người lái trị giá 700.000 đô la Mỹ giờ có thể tấn công các UAV trinh sát ở độ cao hơn 3.600 m và ngày càng thực hiện nhiều đòn quyết định. Theo đó, khả năng bắn hạ của các UAV trinh sát của Nga trên bầu trời có thể thay đổi hoàn toàn tình hình thực địa. Chẳng hạn, có một số bằng chứng cho thấy cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk có thể kiểm soát được các vùng lãnh thổ nhanh chóng bởi họ đã nắm vào các UAV trinh sát của Nga, khiến cho Moscow không thể theo dấu hay chỉ dẫn cho lực lượng tấn công. Để đối phó, biện pháp phòng thủ đầu tiên xuất hiện trên UAV trinh sát của Nga là việc lắp đặt các camera nhỏ hướng về sau. Những camera này cung cấp cho những người điều khiển ít nhất là cảnh báo tối thiểu rằng họ đang bị nhắm mục tiêu và cho họ cơ hội thực hiện các động tác né tránh hoặc rời khỏi khu vực. Một số UAV của Nga hiện cũng được trang bị các thiết bị gây nhiễu, chẳng hạn, khi một tín hiệu video mạnh đến từ máy bay không người lái FPV đang đến gần và khi phát hiện ra một tín hiệu, hệ thống sẽ phát ra tín hiệu gây nhiễu ở cùng tần số. Đáng chú ý, chúng có vẻ đến từ các cơ sở dã chiến của quân đội Nga thay vì đến từ các nhà sản xuất, một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc cần phải phản ứng nhanh chóng cho những diễn biến mới trong tác chiến UAV. Theo Safran các nguồn tin giám sát quân sự Nga tiết lộ cuộc tấn công chính xác của Moscow tại khu vực phía nam Odessa được phát động vào sáng 15 tháng 10. Một loạt vụ nổ xảy ra do các cuộc tập kích vào các vị trí quân sự của Ukraine gần lăng nằm trên bờ biển đen gần biên giới Rumani. Cụ thể, khoảng 10 giờ theo giờ địa phương, lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành hai cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa Iskander-M vào các vị trí của tiểu đoàn tên lửa R-360 Neptune thuộc lực lượng vũ trang Ukraine được triển khai tại khu vực Tusli. Tại thời điểm xảy ra cuộc tấn công, một sở chỉ huy cơ động, hai bệ phóng hợp nhất cùng các phương tiện vận chuyển và nạp đạn đã được triển khai tại vị trí này, chuẩn bị cho cuộc tập kích bằng tên lửa vào lãnh thổ của Nga. Các nguồn tin quân sự Nga xác nhận, cuộc tấn công đã khiến sở chỉ huy cơ động bị phá hủy hoàn toàn, gây gián đoạn đáng kể về phối hợp các cuộc tập kích và hoạt động quân sự của họ. Cả hai bệ phóng đều bị hư hỏng đáng kể, không thể tiếp tục sử dụng cho các cuộc tấn công tiếp theo nếu không được sửa chữa chuyên biệt. Để tăng cường khả năng xuyên thủng lá chắn tên lửa hiện đại của Ukraine được Mỹ và phương Tây hỗ trợ, quân đội Nga đã liên tục nâng cấp tổ hợp Iskander M với nhiều thay đổi phù hợp. Để tăng khả năng xuyên thủng lá chắn phòng thủ tên lửa của Ukraine, đạn tên lửa Iskander M được trang bị mùi bẫy nhằm gây nhiễu và đánh lạc hướng hệ thống phòng không của đối phương. Được định danh là vũ khí tấn công cấp chiến thuật, tổ hợp tên lửa Iskander M có thể khai hỏa vào hai mục tiêu khác nhau trong vòng một phút. Đạn tên lửa Iskander M nặng 3,8 tấn và mang theo đầu đạn nổ phá mảnh nặng 480 kg. Điểm đặc biệt của dòng tên lửa này là khả năng bay không theo quỹ đạo thông thường nên rất khó bị đánh chặn và đạn tên lửa được điều khiển trong toàn bộ quá trình bay. Iskander M rất hiệu quả trong việc phá hủy các công trình quân sự cố định của đối phương như sân bay, kho tàng, trung tâm chỉ huy. Tầm bắn của tổ hợp này đạt từ 50 km tới 500 km. Mỗi xe phóng tên lửa Iskander M thường mang theo hai đạn tên lửa. Trong khi đó, R-360 Neptune là tên lửa hành trình cận âm do công ty Lux Design Bureau của Ukraine phát triển. Tên lửa Neptune nặng 870 kg và dài 5,05 m được thiết kế để nhắm vào các tàu hải quân có lượng dạn nước lên tới 9.000 tấn. Nó có tầm hoạt động hơn 200 km và có thể tấn công các mục tiêu trên biển, trên bộ, trong biến thể tấn công trên bộ. Tên lửa được trang bị động cơ phản lực cánh quạt Motoshik MS-400 và hệ thống nhắm mục tiêu và điện tử được cải tiến so với phiên bản tiền nhiệm của Liên Xô KH-35. Một hệ thống tên lửa nét bao gồm bệ phóng di động, xe vận chuyển, nạp đạn, xe chỉ huy và điều khiển, xe vận tải vận chuyển đặc biệt. Hệ thống được thiết kế để hoạt động cách bờ biển tới 25 km. Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng tổ hợp này trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả ở bán đảo Crimea. Các mục tiêu chính của tên lửa Neptune là các vị trí của hạm đội biển đen của Nga tại Sevastopol. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin được gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Kể từ ngày mùng 1 tháng 10, Israel tiến hành hàng loạt chiến dịch trên bộ nhằm chống lại lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban. Tờ Hurriyet đưa tin, Israel đang làm mọi cách để chuyển hỏa lực từ Liban sang Syria. Họ đang tấn công Tartus, Hama, Homs, Aleppo, Dara và thậm chí cả thủ đô Damascus. Họ di chuyển xe tăng của mình vào lãnh thổ Syria. Theo nguồn tin, Israel muốn kiểm soát vùng lãnh thổ kéo dài tới sông Litani và tạo ra vùng đệm ở cả Liban và bên trong Syria. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết có hơn 20 vụ tấn công vào cơ sở y tế ở Liban kể từ ngày 17 tháng 9 đến nay, khiến 72 người thiệt mạng và 43 người khác bị thương. WHO tuyên bố, Kể từ khi xung đột giữa Israel và Liban leo thang vào ngày 17 tháng 9, có 23 vụ tấn công vào cơ sở chăm sóc sức khỏe tại Liban khiến 72 nhân viên y tế và bệnh nhân tử vong, 43 người khác bị thương. Được biết, có 100 trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu và các trạm xá ở khu vực bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột đang phải đóng cửa. WHO lưu ý, nguồn cung tại cơ sở y tế của Liban đã cạn kiệt và nhân viên y tế cũng kiệt sức. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Ngoại trưởng Anthony Blinken gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan và Bộ trưởng Bộ chiến lược Rom Demer cảnh báo cắt nguồn cung viện trợ cho Gaza và cho Israel 30 ngày để thực hiện biện pháp cụ thể nhằm cải thiện tình hình. Ông Blinken và ông Austin viết, việc không chứng minh được cam kết bền vững về thực hiện và duy trì biện pháp này có thể ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ theo bản ghi nhớ NSM-20 và luật pháp Mỹ có liên quan. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, John Kirby cho biết, "Bức thư được đưa ra do tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi, điều này khiến chúng tôi lo ngại. Mỹ cung cấp cho Israel gần 18 tỷ đô la Mỹ vũ khí, đạn dược và nhiều hỗ trợ khác kể từ khi cuộc chiến giữa Hamas và Israel nổ ra vào tháng 10 năm 2023." Các quan chức thông tin thêm, khoản viện trợ đó có điều kiện là phải tuân thủ luật pháp và luật nhân đạo quốc tế. Trong một tuyên bố đưa ra mới đây, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Pat Ryder cho biết trong những ngày tới, các nhân viên quân sự Mỹ và các thành phần của hệ thống THAAD sẽ tiếp tục đến Israel. Lầu Năm Góc cho biết, các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD bắt đầu tới Israel từ hôm 14 tháng 10 và sẽ sớm được đưa vào hoạt động hoàn toàn. Tuy nhiên, vì lý do an ninh, Lầu Năm Góc không tiết lộ cụ thể là khi nào hệ thống THAAD sẽ hoạt động hoàn toàn. Trước đó, Mỹ cho biết sẽ triển khai một hệ thống THAAD tại Israel và cử một đội ngũ của Mỹ tới Israel để vận hành hệ thống này. Theo tướng Ryder, việc triển khai THAAD sẽ giúp tăng cường hệ thống phòng không tích hợp của Israel, qua đó giúp bảo vệ Israel tốt hơn trước các cuộc tấn công bằng tên lửa trong tương lai. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cảnh báo hoạt động triển khai trên sẽ đẩy chính binh sĩ của Mỹ vào nguy hiểm. Trong thông điệp trên mạng xã hội X, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cũng khẳng định Tehran đã nỗ lực rất nhiều trong những ngày gần đây để kiềm chế căng thẳng gia tăng và ngăn chặn nguy cơ bùng nổ một cuộc xung đột trên toàn khu vực Trung Đông. Nhận định về việc Mỹ triển khai THAD ở Israel, báo Bưu điện Washington ngày 13 tháng 10 cho rằng sứ mệnh này đánh dấu lần Mỹ triển khai lực lượng binh sĩ lớn đầu tiên tới Israel kể từ khi cuộc xung đột ở giải Gaza bắt đầu việc Mỹ điều là chắn tên lửa này tới Israel trong bối cảnh dự báo Israel sắp tấn công trả đua Iran trở thành ví dụ mới nhất cho thấy Tổng thống Mỹ Joe Biden có xu hướng sử dụng củ cà rốt thay vì cây gậy để khuyến khích Israel giảm bớt mức độ hành vi cứng rắn. Hệ thống THAAD được thiết kế đặc biệt để bắn hạ tên lửa đạn đạo. Hệ thống mặt đất này không có đầu đạn và không được sử dụng để tấn công các tòa nhà hoặc thực hiện các cuộc tấn công. Thay vào đó, hệ thống này chỉ chống tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm trung bình đang lao tới. Mỗi khẩu đội THAAD bao gồm ít nhất 6 bệ phóng gắn trên xe. Mỗi bệ mang tối đa 8 tên lửa. Nhiều quốc gia, đặc biệt là Ukraine, muốn có hệ thống này. Quân đội Mỹ đã triển khai hệ thống này tới Trung Đông vào năm ngoái, sau khi phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza bất ngờ tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 và trước đó là vào năm 2019 để tham gia một sự kiện huấn luyện. Thủ tướng Liban, ông Najib Mikati cho biết Mỹ đã đưa ra những đảm bảo rằng Israel sẽ giảm cường độ không kích vào thủ đô Beirut. Thủ tướng Liban Najib Mikati nói rằng, trong các cuộc tiếp xúc trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra những đảm bảo rằng Israel sẽ giảm cường độ không kích vào thủ đô của Liban và vùng ngoại ô phía nam thành phố. Ông Mikati không cung cấp chi tiết về những đảm bảo này, nhưng cho biết Washington nghiêm túc trong việc gây sức ép buộc Israel phải ngừng bắn. Israel đã dừng tấn công vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban từ cuối tuần trước sau nhiều tuần tấn công khu vực này gần như hàng đêm. Các cuộc không kích phá hủy các tòa nhà và khiến hàng chục người thiệt mạng ở thủ đô Liban và vùng ngoại ô. Một số nhân vật cấp cao của Hezbollah là mục tiêu bị nhắm tới trong khu vực, gồm cả thủ lĩnh Hassan Nasrallah thiệt mạng trong cuộc không kích quy mô lớn ngày 27 tháng 9. Thủ tướng Mikati cho biết các nỗ lực quốc tế vẫn đang được thực hiện để đạt được lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt tình trạng thù địch giữa quân đội Israel và Hezbollah. Các cuộc giao tranh diễn ra dọc biên giới phía nam Liban với Israel kể từ tháng 10 năm ngoái, song song với cuộc tấn công của Israel vào Gaza sau khi Hamas tấn công miền nam Israel. Israel đã tăng cường đáng kể chiến dịch không kích Liban trong những tuần gần đây, bao gồm các thành trì của Hezbollah ở miền nam nước này, vùng ngoại ô phía nam Beirut khu vực Beka phía đông và nhiều khu vực khác. Trước đó, Israel đã không kích trung tâm Beirut, khiến 22 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Đây là vụ tấn công kinh hoàng nhất ở thủ đô Liban trong một năm qua. Ngay sau đó, Hezbollah đã tuyên bố đáp trả vụ tấn công trên bằng cuộc tập kích UAV vào căn cứ Israel ở miền trung nước này, khiến ít nhất 4 binh sĩ Israel đã thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Đây được xem là một trong những tổn thất lớn nhất đối với quân đội Israel kể từ khi phát động kế hoạch quân sự ở giải Gaza và miền Nam Liban. Theo thờ Tham of Israel, các binh sĩ Israel đã dọn sạch mìn và thiết lập các rào chắn mới trên biên giới giữa cao nguyên Golan mà Israel kiểm soát và một giải phi quân sự giáp danh với Syria. Động thái này cho thấy Israel có thể tìm cách tấn công Hezbollah lần đầu tiên từ phía đông, chứ không chỉ dọc biên giới Liban đồng thời tạo ra một khu vực an toàn mà từ đó họ có thể tự do trinh sát và ngăn chặn Hezbollah xâm nhập. Mặc dù truyền thông đã đưa tin về hoạt động gỡ mìn, nhưng các nguồn tin đã tiết lộ thêm các chi tiết chưa được công bố, cho thấy Israel đang di chuyển hàng rào phân cách khu phi quân sự về phía Syria và đào thêm công sự trong khu vực. Hành động quân sự như đột kích từ cao nguyên Golan và có thể từ khu vực phi quân sự có thể mở rộng xung đột giữa Israel và Hezbollah cùng đồng minh Hamas, vốn đã khiến Iran tham gia và có nguy cơ kéo Mỹ vào cuộc. Israel đã giao tranh với Hezbollah kể từ khi nhóm này bắt đầu phóng tên lửa qua biên giới Liban để hỗ trợ cho Hamas. Hiện nay, ngoài các cuộc không kích của Israel đã gây thiệt hại đáng kể cho Hezbollah trong tháng qua, nhóm này đang phải đối mặt với cuộc tấn công trên bộ của Israel từ phía nam và bị hải quân Israel pháo kích từ phía tây Địa Trung Hải. Khi mở rộng mặt trận ở phía đông, Israel có thể siết chặt vòng vây đối với các tuyến đường cung cấp vũ khí của Hezbollah, một số trong đó cắt ngang qua Syria, láng giềng phía đông của Liban và là đồng minh của Iran. Ông Navasaban, nhà phân tích xung đột tại trung tâm Hamun Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng các hoạt động ở Golan dường như là nỗ lực để chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn hơn ở Liban. Ông nhận định mọi thứ đang diễn ra ở Syria được phục vụ chiến lược của Israel ở Liban là tấn công các tuyến đường cung cấp, tấn công các kho hàng, tấn công những người liên quan đến các tuyến đường cung cấp cho Hezbollah. Hoạt động gỡ mìn và các hoạt động khác của Israel đã tăng tốc trong những tuần gần đây. Xe tăng của Israel đã đôi khi tạm thời vào lãnh thổ Syria ở phía đông để hỗ trợ an ninh cho các máy ủi đang thiết lập hàng rào an ninh mới trong khu vực phi quân sự. Hoạt động gỡ mìn đã được tăng cường khi Israel bắt đầu các cuộc tấn công trên bộ vào đầu tháng 10 để chiến đấu với Hezbollah. Trong cùng thời gian này, Israel đã tăng cường không kích vào Syria, cả thủ đô và khu vực biên giới với Liban. Theo một binh sĩ Syria đóng quân ở miền Nam, Israel đang đẩy hàng rào phân cách Golan bị kiểm soát và khu vực phi quân sự ra xa hơn và dựng các công sự riêng gần Syria để ngăn chặn xâm nhập để phòng mặt trận này bùng phát giao tranh. Israel dường như đang tạo một vùng đệm trong khu phi quân sự. Một nguồn tin an ninh cấp cao của Liban tiết lộ rằng binh sĩ Israel đã đào một hào mới gần khu phi quân sự vào tháng 10. Khu phi quân sự là nơi đồn trú trong năm thập kỷ qua của lực lượng quan sát viên rút quân của Liên hợp quốc UNDOF, vốn được giao nhiệm vụ giám sát việc rút quân của Israel và Syria sau cuộc chiến tranh năm 1973. Khi được hỏi về hoạt động gỡ mìn Quân đội Israel không bình luận về các kế hoạch hoạt động và cho biết họ đang chiến đấu chống Hezbollah để cư dân miền Bắc trở về nhà an toàn. Trong khi đó, chính quyền Syria đã tìm cách tránh xa cuộc xung đột kể từ khi căng thẳng khu vực gia tăng sau cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tổng thống Syria đã không thực hiện hành động nào để hỗ trợ Hamas sau khi ông nhận được cảnh báo từ Israel. Hezbollah cũng đã tránh xây dựng lực lượng ở Golan ở phía do Syria kiểm soát. Israel cũng tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah tại Liban. Theo kênh truyền hình địa phương al năm 5 người đã thiệt mạng, 16 người bị thương và hai trẻ em mất tích trong một cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà dân cư ở thị trấn Rijak thuộc tỉnh Pekka của Liban. Một cuộc không kích khác của Israel vào ngôi làng phía nam Zario đã khiến một thành viên phong trào Amman và ba thành viên gia đình của người này thiệt mạng. Theo AFP Reuters, vừa qua quân đội Israel đã tiến hành không kích nhằm vào kho vũ khí chiến lược ngầm của phong trào Hezbollah tại khu vực thành trì Dahieh của nhóm này ở thủ đô Beirut của Liban. Theo thông báo từ quân đội Israel, các máy bay chiến đấu đã tấn công mục tiêu sau khi đưa ra cảnh báo cho dân thường sơ tán khỏi khu vực. Phòng viên AFP tại hiện trường chứng kiến khói đen bốc lên từ giữa các tòa nhà ở Heret Heray sau đợt không kích đầu tiên. Trước đó, chưa đầy một giờ, người phát ngôn quân đội Israel Avichai Adrae đã yêu cầu người dân rời khỏi khu vực trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân đội Israel Avichai Adorae cảnh báo bạn đang ở gần các cơ sở và lợi ích liên quan đến phong trào Hezbollah mà IDF, quân đội Israel sẽ tấn công trong tương lai gần, tại khu vực Haaretz Hurey. Hồi tháng 8, Hezbollah đã từng tiết lộ một đoạn video mới, hé lộ các đường hầm bí mật chứa vũ khí của họ, được cho là lời cảnh báo gửi đến Israel trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa hai bên. Theo AFP, Động thái này là một phần trong chiến lược lâu dài của Hezbollah nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và sẵn sàng cho một cuộc xung đột toàn diện, đặc biệt trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến lớn với Israel. Đoạn video dài 4 phút rưỡi của Hezbollah cho thấy một hệ thống đường hầm ngầm đủ lớn để chứa cả đoàn xe tải. Những chiếc xe tải này dường như đang vận chuyển tên lửa và bệ phóng ở cơ sở Imad 4, được đặt tên theo chỉ huy cấp cao Hezbollah Imad Munize. Người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ở Damas năm 2008 mà Israel bị cho là thủ phạm. Hezbollah đã bắt đầu xây dựng hệ thống đường hầm từ giữa những năm 1980, khi quân đội Israel rút khỏi hầu hết lãnh thổ Liban. Hệ thống này được sử dụng để lưu trữ đạn dược và bệ phóng tên lửa tầm thấp. Sau cuộc chiến năm 2006 với Israel, Hezbollah đã mở rộng và xây dựng các cơ sở ngầm phức tạp hơn, khiến việc tấn công vào các căn cứ này trở thành một nhiệm vụ khó khăn cho Israel. Daniel Meyer, người đứng đầu chương trình thạc sĩ về Trung Đông tại CNSPO Grenoble cho biết việc Hezbollah sử dụng đường hầm trong cuộc chiến tranh năm 2006 với Israel, đặc biệt là ở thị trấn biên giới Bin Zipayin, đã gây áp lực nặng nề lên Israel, bất chấp ưu thế trên không của nước này. Nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban thông báo vừa hạ một máy bay không người lái UAV Hermes 450 của Israel, song không nêu địa điểm. Lực lượng này sau đó tuyên bố bắn rơi chiếc Hermes 450 thứ hai vào tối cùng ngày, thêm rằng phi cơ đã bốc cháy trên không phận Israel. Hezbollah không cung cấp video, hình ảnh về các sự việc. Lực lượng này từng nhiều lần công bố bằng chứng bắn hạ UAV Hermes 450 của Israel kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 10 năm 2023. Nhóm vũ trang Liban cũng tuyên bố tập kích loạt mục tiêu trên lãnh thổ Israel trong ngày 15 tháng 10, gồm căn cứ quân sự Naftali gần thành phố Safat cùng các trận địa pháo binh tại khu vực Dishon và Zaura. Lực lượng phòng vệ Israel IDF chưa bình luận về thông tin do Hezbollah đưa ra. Hermes 450 là máy bay không người lái có vũ trang đầu tiên do công ty quốc phòng Elbit Systems của Israel sản xuất cho IDF. Với hơn 20 năm hoạt động trong IAF, nó đã được sử dụng nhiều ở Gaza cũng như ở Liban trong chiến tranh Liban lần thứ 2 năm 2006. Hermes 450 có thể bay ở độ cao tối đa khoảng 5,5 km với phạm vi hoạt động 300 km trong tối đa 18 giờ hoặc 30 giờ với thùng nhiên liệu bổ sung tùy chọn nền tảng kích thước trung bình, đa trọng tải, có thể hoạt động với hai trọng tải cùng một lúc. Nó cũng có khả năng điều khiển bằng tay và hoàn toàn tự động. Ngoài Hermes 450, lực lượng Hezbollah cũng nhiều lần bắn rơi phiên bản nâng cấp là Hermes 900. Đây là máy bay không người lái đa năng thế hệ tiếp theo của Elbit Systems với tầm bay cao hơn 9 km và hoạt động liên tục trong 36 giờ. Hermes 900 có sải cánh 15 m, dài 8,3 m, trọng lượng cất cánh tối đa là 1.100 kg và tải trọng tối đa là 300 kg. Loại máy bay này có sức mạnh và phạm vi hoạt động gấp đôi Hermes 450. Nó có thể thu thập thông tin tình báo và có khả năng thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát, giám sát liên tục, chỉ định mục tiêu và thu thập thông tin tình báo. Xung đột Israel Hezbollah gần đây gia tăng nghiêm trọng sau khi Tel Aviv không kích hạ sát hàng loạt quan chức cấp cao của nhóm vũ trang, trong đó có thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah, đồng thời mở chiến dịch trên bộ hạn chế vào miền Nam Liban. Hezbollah đáp trả bằng cách liên tục phóng rocket, tên lửa vào miền Bắc Israel và giao tranh với bộ binh đối phương ở khu vực biên giới. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Vừa qua, theo một bản tin của CCTV, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói quan hệ đối tác giữa Trung Quốc và Mỹ là cơ hội để hai nước hỗ trợ thay vì là sao cản cho sự phát triển của nhau. Ông Tập Cận Bình phát biểu trong một lá thư gửi đến bữa tiệc trao giải thường niên năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về quan hệ Mỹ Trung Quốc. Trung Quốc sẵn sàng trở thành đối tác và bạn bè với Mỹ, điều này không chỉ có lợi cho hai nước mà còn cho cả thế giới. Theo bức thư, ông Tập Cận Bình chỉ ra rằng quan hệ Trung Quốc Mỹ là một trong những mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới, có ảnh hưởng đến tương lai và vận mệnh của nhân loại hai nước thời gian qua đã bất đồng quan điểm về các vấn đề an ninh quốc gia các cuộc tranh chấp thương mại đang diễn ra cũng như các hành động của trung quốc ở biển đông và các cuộc tập trận quân sự gia tăng xung quanh đài loan quan hệ thương mại mỹ trung trở nên tồi tệ trong năm qua tập trung vào các vấn đề bao gồm các hạn chế đối với xe điện và chất bán dẫn tiền tiến ông tập cận bình cho biết trung quốc luôn quản lý quan hệ trung quốc mỹ theo các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi và luôn tin rằng thành công của Trung Quốc và Mỹ là cơ hội cho nhau. Hồi tháng 1, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã từng gửi thư cho một người bạn ở Mỹ, bà Sarah Lande ở bang Iowa với nội dung: Trung Quốc là quốc gia đang phát triển, còn Mỹ là quốc gia phát triển lớn nhất trên thế giới. Tương lai và vận mệnh của hành tinh này đòi hỏi mối quan hệ Trung-Mỹ phải ổn định hơn, tốt đẹp hơn. Vào năm 2012, ông Tập gặp bà Lande tại quê hương mút Casting của bà và gặp một lần nữa ở San Francisco vào tháng 11 năm 2023, khi bà Lande dự bữa tối cùng nhà lãnh đạo Trung Quốc. Cũng trong bức thư gửi vào năm 2022, ông Tập nhắn gửi bà Lande và nhóm những người bạn cũ ở Iowa rằng hãy tiếp tục xem mầm tình bạn và có những đóng góp mới cho tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Mỹ. Chỉ 3 tuần trước cuộc bầu cử, Tổng thống Mỹ được dự đoán là vô cùng xích sao. Một điều tố khó lường nữa đang xuất hiện tại mỗi bang chiến địa có ít nhất một ứng cử viên tổng thống của đảng thứ ba hoặc ứng viên độc lập trên lá phiếu. Không ai trong số những ứng cử viên này có thể tiến gần đến chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Theo cuộc thăm dò của New York Times công bố tuần trước, Jean Stein, ứng cử viên của đảng xanh, đang có khoảng 1% phiếu bầu trên toàn quốc. Ứng cử viên của đảng tự do, Chase Oliver, cũng nhận được tỷ lệ ủng hộ tương đương. Tuy nhiên, sự xuất hiện của họ trên lá phiếu ở một số tiểu bang có thể lấy đi một số lượng phiếu bầu của các ứng cử viên đảng lớn đủ để làm thay đổi cuộc bầu cử theo cách nào đó, thậm chí đảo ngược tình thế tại đại cử tri đoàn. Tình huống như vậy gọi là hiệu ứng kẻ phá đám. Để trở thành kẻ phá đám trong cuộc bầu cử, ứng cử viên của đảng thứ ba hoặc ứng viên độc lập sẽ phải có lượng ủng hộ lớn hoặc cuộc bầu cử phải cực kỳ xích sao. Trong những năm gần đây, Đảng Dân Chủ công khai quan ngại hơn Đảng Cộng Hòa về tác động của các ứng cử viên đảng thứ ba. Cuộc bầu cử lần này cũng không ngoại lệ, theo quan điểm của họ, mọi lá phiếu không dành cho Phó Tổng thống Kamala Harris đều là phiếu bầu cho cựu Tổng thống Donald Trump. Giám đốc điều hành của Move On, một nhóm hoạt động tự do, Rana Epting cho biết, kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng có thể được định đoạt bằng vài nghìn phiếu bầu tại một số ít tiểu bang. Những ứng cử viên của đảng thứ ba vẫn là mối đe dọa lớn. Ứng cử viên của đảng xanh Jean Stein là mối lo ngại chính của đảng Dân Chủ khi cuộc bầu cử đang đến gần. Trước đó, Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ đã phát hành một quảng cáo trên truyền hình chống lại bà Stein ở Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Bà Stein có tên trên phiếu bầu ở 38 tiểu bang, trong đó có 6 bang chiến trường gồm Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, Georgia, Bắc Carolina và Arizona. Các đại diện của Đảng Dân Chủ cho rằng các đồng minh của ông Trump đã ủng hộ những nỗ lực của bà Stein để bà có tên trên phiếu bầu ở các bang giao động. Là phiếu của bang Wisconsin đặc biệt đông đúc, ngoài ông Trump và bà Harris, cử tri có thể lựa chọn bà Stein, ông Oliver, ứng cử viên độc lập Cornel West, Robert F. Kennedy Jr., ứng cử viên độc lập nhưng hiện đã dừng tranh cử và tuyên bố ủng hộ ông Trump, Rand Terry, ứng cử viên của Đảng Hiến pháp và Claudia de la Cruz, ứng cử viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa và Giải phóng. Bà Wisconsin và bà Stein là những vấn đề đáng lo ngại của Đảng Dân Chủ. Đảng Tự do thường liên kết chặt chẽ hơn với Đảng Cộng Hòa và có nhiều khả năng bỏ phiếu chéo hơn. Ông Bernard Thomas, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Vandosta State, tác giả một cuốn sách về các đảng thứ ba trong nền chính trị Mỹ, cho biết kẻ phá đám thực sự gần đây nhất là Rob Nader, ứng cử viên của đảng xanh. Và nhấn mạnh, nhìn chung, nhiều cử tri của đảng thứ ba sẽ không đi bỏ phiếu nếu ứng viên của họ không có tên trên lá phiếu. Một nhà phân tích khác cũng cho rằng cuộc đua năm nay có vẻ như sẽ sát nút đến mức số phiếu của đảng thứ ba sẽ còn lớn hơn cách biệt thắng thua của hai đảng lớn. Tuy nhiên người này cho biết rất khó để xác định liệu ông Trump hay bà Harris sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Trong nhiều tháng, các nhóm vận động của Đảng Dân Chủ đã nhắm mục tiêu vào các ứng cử viên bên ngoài bằng cách tìm cách ngăn họ có tên trên phiếu bầu. Tuy nhiên, kết quả không phải lúc nào cũng như họ mong muốn. Các nhóm này đã chỉ ra bằng chứng về việc đội ngũ vận động của Đảng Cộng Hòa và đồng minh của ông Trump đã giúp một số ứng cử viên đảng thứ ba hoặc ứng viên độc lập có tên trên phiếu bầu. Họ cho rằng đây là nỗ lực nhằm chia rẽ và làm suy yếu lá phiếu của Đảng Dân Chủ. Khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang ngày càng đến gần, một vết nứt nội bộ có vẻ như đang âm thầm diễn ra bên trong Nhà Trắng. Căng thẳng giữa Tổng thống Joe Biden và chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris đang gia tăng, với nhiều thông tin cho thấy mối quan hệ này đã bắt đầu xuất hiện những vấn đề đáng lo ngại. Theo một báo cáo của Axios, có sự hiểu lầm và bất đồng ngày càng lớn giữa Nhà Trắng và đội ngũ tranh cử của bà Harris. Các phụ tá cấp cao của Tổng thống Biden vốn đang phải vật lộn với việc chấp nhận rằng tổng thống đã bị loại khỏi nỗ lực tái tranh cử cho rằng họ cảm thấy buồn và khó khăn trong việc chuyển đổi vai trò từ một vị trí quyền lực sang vai trò hỗ trợ trong chiến dịch tranh cử của phó tổng thống harris một đồng minh của bà harris đã nhận định rằng họ quá cảm tính khi phản ứng trước những thay đổi này diễn biến trên không chỉ dừng lại ở những cảm xúc cá nhân một vấn đề nổi bật là sự thiếu phối hợp giữa nhà trắng và chiến dịch tranh cử của bà harris theo báo cáo các trợ lý của nhà trắng không phối hợp đủ chặt chẽ để điều chỉnh thông điệp và lịch trình của Tổng thống Biden nhằm hỗ trợ tối đa cho chiến dịch của Phó Tổng thống. Điều này dẫn đến những tình huống không mong muốn, như khi Tổng thống Biden tổ chức một cuộc họp báo bất thường vào thời điểm bà Harris đang tham gia một sự kiện quan trọng ở Michigan. Một sự kiện đáng chú ý khác là sự khen ngợi của Tổng thống Biden đối với Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, trong khi bà Harris vừa chỉ trích ông về việc không trả lời điện thoại của mình. Theo các nguồn tin, Tổng thống Biden không được thông báo về những bình luận của bà Harris trước khi phát biểu, cho thấy một lỗ hổng lớn trong việc phối hợp thông tin giữa hai bên. Bên cạnh những căng thẳng này, một số nhân viên trong Nhà Trắng cảm thấy không thoải mái khi những người trong đội ngũ của Tổng thống Biden gia nhập chiến dịch của bà Harris. Họ lo ngại rằng mình bị gắn mác là không trung thành. Những dặn đất này chỉ làm gia tăng sự chia rẽ trong nội bộ, trong khi một số nhân viên lo lắng về tương lai chính trị của mình. Dù những căng thẳng này đang diễn ra, hầu hết các phụ tá trong Nhà Trắng vẫn khẳng định rằng họ sẽ ủng hộ bà Harris trong cuộc bầu cử sắp tới. Một trợ lý Nhà Trắng cho biết, Nhà Trắng đang thiếu một người có thể nhận thấy mọi việc sẽ ảnh hưởng thế nào đến chiến dịch, cho thấy sự cần thiết phải có một kế hoạch phối hợp rõ ràng hơn giữa hai bên. Để đáp lại những lo ngại này, Phó Thư kỳ Báo chí Nhà Trắng Andrew Pates đã nhấn mạnh rằng Tổng thống Biden vẫn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho bà Harris và đã thực hiện những thay đổi cần thiết để hỗ trợ chiến dịch của bà. Ông Pates nêu rõ, chúng tôi đã thực hiện những thay đổi đáng kể để đảm bảo nhóm của Phó Tổng thống Harris có tất cả sự hỗ trợ và nguồn lực mà họ cần. Theo CNN, bà Kamala Harris đang phản ứng trước sự hoảng loạn của Đảng Dân Chủ về triển vọng vào Nhà Trắng của bà bằng cách tăng nhiệt cho ông Donald Trump. Phó Tổng thống đã cảnh báo cựu Tổng thống Trump là một người bất ổn, mất trí và muốn quyền lực không bị kiểm soát giữa bối cảnh chỉ còn 21 ngày nữa là đến ngày bầu cử. Bà nói, hãy theo dõi các cuộc meeting của ông ấy. Hãy lắng nghe lời ông ấy. Ông ấy cho chúng ta biết ông ấy là ai và ông ấy sẽ làm gì nếu được bầu làm Tổng thống. Trong khi đó, ứng viên Phó Tổng thống của Đảng Dân Chủ Tim Walz thậm chí còn đi xa hơn khi cho rằng những suy nghĩ của cựu Tổng thống về việc sử dụng quân đội chống lại kẻ thù trong nước mà ông gọi là kẻ thù từ bên trong, thậm chí có thể tương đương với tội phản quốc. Bà Harris và đội ngũ của mình đã tích cực đặt câu hỏi về sức khỏe tinh thần của ông Trump và khả năng phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa của ông nhằm đảo ngược tình thế trước ứng viên Đảng Cộng Hòa, người trong nhiều tháng đã đưa ra những cáo buộc tương tự với Tổng thống Biden. Trong một nỗ lực khác của bà Harris nhằm xoa dịu những lo ngại về động lực tranh cử dường như đang bị chứng lại của mình, Phó Tổng thống đã công bố một sáng kiến mới quan trọng để thu hút cử tri nam da màu giữa những lo ngại rằng ông Trump đang xâm nhập vào nền tảng cử tri ủng hộ quan trọng của Đảng Dân Chủ hoặc họ sẽ không đi bỏ phiếu. Trong một chiến dịch quảng cáo mới tại bang giao động Arizona, bà Harris đã có những nỗ lực mới để giành được sự ủng hộ của các cử tri đảng Cộng Hòa cảm thấy xa lạ với hành vi của cựu Tổng thống Trump nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định để vượt qua ranh giới của đảng. Để đạt được mục đích đó, bà Harris thông báo bà sẽ tham gia cuộc trả lời phỏng vấn chính thức với Fox News, từ bỏ sự e dè trước đây của bà với các sự kiện không có trong kịch bản để tạo sự tương phản với ông Trump. Những nỗ lực mới của bà Harris nhằm quyết định nhịp độ giai đoạn cuối của cuộc bầu cử diễn ra khi cả hai ứng viên đều tích cực vận động tranh cử ở bang chiến địa Pennsylvania. 19 phiếu đại cử tri của bang này có thể quyết định ai sẽ giành chiến thắng tại Nhà Trắng và giống như một số bang chiến trường khác, hai ứng viên hiện đang cạnh tranh xích sau nhau trong các số liệu mới nhất của những cuộc thăm dò dư luận. Bà Harris đang bước vào giai đoạn quyết định trong sự nghiệp chính trị của mình. Những hành động của bà dưới áp lực dữ dội nhất trong 3 tuần tới sẽ ảnh hưởng đến những cử tri còn lại chưa đưa ra quyết định và có thể đang tìm lý do để chọn bà. Bà cũng cần thúc đẩy sự ủng hộ của những cử tri thiên về Đảng Dân chủ đang dao động hoặc không nhiệt tình, những người có thể sẽ không xuất hiện vào ngày bầu cử. Nhìn rộng hơn, Phó Tổng thống Harris phải đối mặt với một trong những nhiệm vụ chính trị khó khăn nhất trong nhiều thập kỷ, sau khi tiếp quản vị trí ứng viên Đảng Dân chủ từ Tổng thống Biden vài tháng trước, khi bà cố gắng thuyết phục các cử tri bất mãn rằng bà là ứng viên của sự thay đổi. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov hiện đang có chuyến thăm Trung Quốc và gặp các quan chức quân đội cấp cao của nước chủ nhà để thảo luận về việc tăng cường mở rộng hợp tác quân sự. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương nước này Trương Hữu Hiệp đã gặp Bộ trưởng Belousov tại thủ đô Bắc Kinh trước đó một ngày. Hãng thông tấn Nga RIA dẫn lời Bộ trưởng Belousov nhận định ông đã có cuộc đối thoại thực chất với ông Trương Hữu Hiệp. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga nói rõ Chúng tôi có quan điểm và đánh giá chung về tình hình cũng như nhận thức chung về những gì phải làm cùng nhau. Theo ông, nhiệm vụ hiện nay là củng cố các mối quan hệ song phương. Về phần mình, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hữu Hiệp khẳng định, Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường và mở rộng hợp tác quân sự với Moscow, đồng thời duy trì trao đổi cấp cao giữa hai bên. Lưu ý rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đảm bảo rằng quan hệ song phương ở mức cao nhất trong lịch sử. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã có cuộc gặp người đồng cấp nước chủ nhà Đồng Quân. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn lời ông Đồng Quân nhấn mạnh, hai quân đội cần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác chiến lược và liên tục thúc đẩy quan hệ quân sự. Phát biểu tại cuộc gặp, ông belosop cho rằng mối quan hệ hữu nghị giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Trung đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố quan hệ chiến lược, trong khi hợp tác quân sự song phương đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định toàn cầu và khu vực. Bộ trưởng Belosov cũng bày tỏ hy vọng chuyến thăm Bắc Kinh lần này của ông sẽ giúp củng cố quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung trong lĩnh vực quốc phòng. Đầu tháng này, phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại chính trị ở mọi cấp độ, tập trung vào hoạt động ngoại giao của các nhà lãnh đạo. Cả hai nước hiện đang tập trung hợp tác, triển khai các sáng kiến về thương mại, vận tải, hậu cần, tài chính, năng lượng, nông nghiệp, công nghệ, công nghiệp và tài nguyên khoáng sản. Theo bà Zakharova, trong bối cảnh áp lực trừng phạt ngày càng gia tăng từ phương Tây và chính sách kiềm chế kép nhắm vào cả Nga và Trung Quốc, ưu tiên là đảm bảo hoạt động đáng tin cậy và không bị gián đoạn của các cơ chế thanh toán để bảo vệ lợi ích hợp pháp của hai nước. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh coi trọng quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp với Bắc Kinh, bất chấp tình hình quốc tế khó khăn, gần đây hai bên đã đạt được tăng trưởng về chất trong lĩnh vực thương mại và triển khai nhiều dự án song phương quy mô lớn trong nhiều lĩnh vực. Mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Peter Szijjarto cảnh báo Hungary có thể ngăn chặn các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga nếu các chính sách của khối gây nguy hiểm cho năng lượng của quốc gia. Ông khẳng định Budapest sẽ chỉ đồng ý áp dụng các biện pháp trừng phạt nếu họ vẫn giữ nguyên các miễn trừ hiện tại đối với năng lượng Nga. EU đã cấm vận chuyển dầu thô của Nga bằng đường biển vào tháng 12 năm 2022 như một phần của chiến dịch trừng phạt quy mô lớn đối với Moscow vì chiến sự ở Ukraine. Tuy nhiên, Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc đã yêu cầu được miễn trừ biện pháp này do họ quá phụ thuộc vào Nga nên thiếu nguồn cung thay thế. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Srizato cho biết các lệnh trừng phạt thường được xem xét lại sau chu kỳ 6 tháng và chừng nào các lệnh trừng phạt còn hiệu lực, các miễn trừ này phải được duy trì vì nếu không chúng tôi sẽ phủ quyết chúng. Ông nhấn mạnh rằng đối với Hungary, vấn đề nguồn cung năng lượng từ Nga không phải là vấn đề chính trị mà là vấn đề an ninh năng lượng. Ngoại trưởng Srijato nhắc lại rằng ngoài việc nhắm mục tiêu vào dầu mỏ của Nga bằng các biện pháp trừng phạt, Brussels cũng đã đặt mục tiêu từ bỏ khí đốt của Nga vào năm 2028 như một phần của kế hoạch Repower EU. Ông cho rằng kế hoạch này là một quyết định hoàn toàn phi lý và có động cơ chính trị. Ông nói, cách tiếp cận này không thực tế không tính đến khả năng cạnh tranh kinh tế và quá trình chuyển đổi xanh. Đây hoàn toàn là một cam kết chính trị và việc đưa ra các cam kết chính trị trong lĩnh vực năng lượng đơn giản là không có ý nghĩa. Nhấn mạnh cách tiếp cận của EU về vấn đề này không khả thi với Hungary. Liên quan đến nỗ lực của EU trong việc tìm nguồn cung thay thế tại thị trường Mỹ và Trung Quốc, quan chức này cho rằng điều này là không hợp lý. Ông Szijjarto lập luận: Bạn thay thế một nguồn năng lượng nếu cảm thấy không hài lòng với mối quan hệ hợp tác hoặc nếu tìm thấy lời đề nghị tốt hơn. Vậy tại sao chúng ta lại thay đổi một nguồn năng lượng hiện có dựa trên sự hợp tác tin cậy thành một nguồn khác không chắc chắn và đắt đỏ hơn? Hoạt động nhập khẩu dầu của Hungary từ Nga đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng vào đầu năm nay sau khi Kiev dừng quá cảnh dầu thô do công ty năng lượng hàng đầu Lukoil của Nga cung cấp qua đường ống Druzhba nhằm trừng phạt công ty này. Budapest chỉ trích động thái này và đã kháng cáo lên Ủy ban châu Âu nhưng đã bị từ chối với lý do động thái của Kiev không ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của khối. Hiện khoảng 70% lượng dầu thô nhập khẩu của Hungary đến từ Nga, trong đó Lukoil chiếm gần một nửa con số đó. Tuy nhiên, Hungary cũng nhận dầu từ các công ty Nga khác, chẳng hạn như Rosneft và Tatneft, những công ty không bị trừng phạt và tiếp tục cung cấp qua đường ống Druzhba. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt, cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào điểm yếu của đối phương. Bên cạnh đó, vấn đề viện trợ cho Kiev cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Theo đài Sputnik, Lực lượng Nga đã kiểm soát được 2 trên 3 thành phố Torres thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine, nơi Nga tuyên bố thành lập Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng. Thông tin này do người đứng đầu khu vực Nga bổ nhiệm Denis Pushilin nói với truyền thông Nga. Ông Pushilin nói thêm rằng, cuộc pháo kích của Ukraine vào thành phố Golovka dự kiến sẽ giảm sau khi Moscow kiểm soát hoàn toàn Torres. Việc kiểm soát được thành phố Torez mà Moscow gọi là Torreskin của lực lượng Nga sẽ rất quan trọng vì đây là điểm quan sát chiến lược nhìn ra toàn bộ Donetsk. Nhà phân tích quân sự người Nga Viktor Litokin giải thích với Sputnik rằng Torez là một trung tâm khai thác than lớn và có những chất thải khổng lồ cao chót vót trên thảo nguyên xung quanh vùng ngoại ô vì đại tá đã nghỉ hưu lưu ý rằng ở độ cao 70 đến 80 m, những đống chất thải này có thể được sử dụng để đảm bảo giám sát và kiểm soát toàn bộ khu vực này không chỉ bằng thiết bị bay không người lái mà còn bằng các thiết bị quang học đơn giản. Chuyên gia Litovkin nhấn mạnh rằng việc kiểm soát thành phố sẽ làm suy yếu cơ hội đưa quân dự bị vào của quân đội Ukraine và cắt đứt nguồn cung cấp đạn dược, nhiên liệu, dầu máy và thực phẩm của họ. Ông Litovkin dự đoán Quân đội Ukraine sẽ không còn đạn dược, bất động và bắt đầu phải chịu thất bại này đến thất bại khác, dẫn đến tinh thần trong hàng ngũ giảm sút, do đó họ có thể bị bao vây, thậm chí bị xóa sổ hoàn toàn. Một số đơn vị có thể coi đầu hàng là cơ hội duy nhất để sống sót. Trong khi đó, theo truyền thông nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu rút lui một phần khỏi Torez. Hãng tin TASS dẫn một nguồn tin cho biết, tình hình đối phương ở Derzhavin, Torez khá tệ họ lại buộc phải rút lui. Bây giờ một số đơn vị đã rút lui một phần khỏi thành phố. Theo phát ngôn viên quân đội Ukraine Anastasia Bobovnikova và nhà phân tích quân sự Mater Kiev Independent đã trao đổi, các lực lượng Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt quân đội, vũ khí và đạn dược ở Torres, thành phố trên đồi cao vốn đã thoát khỏi giao tranh trong phần lớn cuộc xung đột cho đến tháng 6 năm nay. Chuyên gia quân sự Ukraine Mykhailo Zhirokov nói Tình hình rất tệ và nếu Bộ Chỉ huy của chúng tôi không gửi quân dự bị đến đó trong tương lai gần, tình hình sẽ rất khó khăn nếu không muốn nói là thảm khốc. Việc quân đội Ukraine rút lui hoàn toàn khỏi Torres sẽ đánh dấu thành công lớn thứ hai của quân đội Nga trong vòng một tháng sau khi kiểm soát được thành phố chiến lược Vudheda vào đầu tháng này. Trong diễn biến có liên quan, theo giới truyền thông Mỹ, vị thế của lực lượng vũ trang Ukraine trên tuyến tiếp xúc chiến đấu đang xấu đi nghiêm trọng theo khoảng thời gian từng ngày, trong bối cảnh lực lượng Nga không ngừng gây sức ép, tiến hành các hoạt động tấn công trên nhiều khu vực của mặt trận Donbass. Nhận xét đáng lo ngại này được nêu trong báo cáo của Lầu Năm Góc, trình Tổng thống Mỹ Joe Biden về tình hình cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tài liệu nêu rõ rằng, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine như thiệt mạng, bị thương và mất tích khi đối mặt với hoạt động thiên tai của lực lượng vũ trang Nga sẽ trở nên nghiêm trọng và sẽ dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ Ukraine vào mùa đông năm 2025, tức là dẫn đến một thất bại chiến lược. Theo bản báo cáo, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không thể ngăn chặn bước tấn công của quân đội Nga ở Donbass và lực lượng dự bị của Kiev sẽ chỉ đủ duy trì cho 7-9 tháng hoạt động quân sự tiếp theo. Sau đó, Ukraine sẽ không thể duy trì mức độ đối đầu với liên bang Nga ở cấp độ hiện nay, Cần lưu ý rằng, đánh giá của người Mỹ được chứng minh bằng ví dụ về tình hình hoạt động hiện tại. Theo hướng Juno Donetsk Utlada, tại đây các đơn vị tấn công của lực lượng vũ trang Nga tiếp tục tiến về phía Bogov Alenka với chiến thuật hợp lý, buộc các đơn vị Ukraine phải rút lui. Các quan chức cấp cao tại thủ đô Ukraine cho biết, vừa qua Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Kiev trong đêm, thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết, hãy ở trong nơi trú ẩn. Nhấn mạnh máy bay không người lái đang hướng đến khu phố Choy rộng lớn ở ngoại ô Kiev. Trong khi đó, người đứng đầu chính quyền quân sự ở Kiev, Sakhi Popko cho hay, các đơn vị phòng không Ukraine đã tham gia đẩy lùi cuộc tấn công. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong từ các cuộc tập kích UAV mới nhất của Nga. Kiev và khu vực xung quanh toàn bộ nửa phía đông ukraine đã được cảnh báo không kích. trên thực địa, quân đội nga đang có những điều động chiến thuật nhằm tạo thế kiểm soát thêm lãnh thổ ở tỉnh donetsk, xóa sổ khúc lồi của ukraine tại đây. lực lượng nga đã hoạt động cả ở miền nam để ngăn ukraine đưa quân từ đây lên hỗ trợ mặt trận donetsk. mới đây quân đội nga cho biết đang tăng cường phản công để giành lại quyền kiểm soát các khu vực bị lực lượng ukraine chiếm đóng tại vùng biển nga cũng tăng cường tấn công ở phía nam để đánh lạc hướng lực lượng Ukraine. Xung đột ở Ukraine đang bước sang năm thứ ba với việc Nga tăng cường tấn công, bất chấp tổn thất nhất định về lực lượng cũng như trang thiết bị trong khi các nhà lãnh đạo phương Tây loay hoay tìm kiếm chiến lược chấm dứt xung đột. Trong khi đó, theo TASS, Thiếu tướng Ati Alaudinov, Al chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Nga, đã đưa ra những nhận định về tình hình giao tranh ở vùng Kursk. Ông Alaudinov Al cho biết, xét trên toàn bộ mặt trận, Quân đội nga đang dần tiến lên và giành lợi thế ở mấy quận ở Kursk. Tôi tin rằng mặt trận quân sự của Ukraine tại đây có thể sụp đổ trong vòng một tháng. Chỉ huy Alaudinov nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của nga là cô lập lực lượng Ukraine ở Kursk, sau đó truy quét và loại bỏ toàn bộ đối thủ ở khu vực này. Ở diễn biến đáng chú ý, theo TASS, vượt qua lầu năm góc đã lên tiếng kêu gọi các bên không so sánh viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine và Israel bởi bản chất các cuộc xung đột là khác nhau phó thư ký báo chí lầu năm góc sabrina sai nói có sự khác nhau về bản chất vị trí địa lý và cam kết của mỹ với các đối tác tuy nhiên mỹ sẽ tiếp tục viện trợ cho cả ukraina và israel tùy theo nhu cầu của họ theo washington post wapo do việc tuyển quân ngày càng trở nên khó khăn vì dư luận đã mệt mỏi với cuộc xung đột kéo dài hơn 130 lữ đoàn của quân đội Ukraine đã được phép tự tiến hành các chiến dịch thu hút tân binh, không cần thông qua văn phòng tuyển quân của chính phủ. Kể từ khi chính phủ Ukraine cho phép các đơn vị quân đội được tự tổ chức tuyển quân, lữ đoàn xung kích số 3 đã sử dụng một cách thức vô cùng độc đáo để thu hút tân binh. Cụ thể, để cạnh tranh với các đơn vị khác, lữ đoàn này đã tung ra một bộ ảnh quảng cáo kết hợp với các người mẫu nữ, với hy vọng sẽ thu hút thêm được nhiều thành viên bà Kristina Bondarenko, người phụ trách truyền thông và tuyển dụng của lữ đoàn cho biết, chúng ta đang ở trong thời kỳ xung đột đổi mới và cần cách nhìn cởi mở hơn để cạnh tranh. Chúng tôi muốn truyền đạt ý tưởng rằng bạn sẽ thật ngầu nếu tham gia quân đội. Chúng tôi biết cách làm này sẽ gây ra tranh cãi, nhưng hy vọng nó sẽ theo chiều hướng tích cực. Tại địa điểm chụp ảnh, có thể thấy những người mẫu trẻ đang được hướng dẫn để tạo dáng bên xe bọc thép hùng vì. Bên cạnh đó, một số thành viên đang dưỡng thương của lữ đoàn cũng tham gia vào quá trình này trước khi trở lại tiền tuyến. Một thành viên của lữ đoàn số 3 nói: chúng tôi muốn làm không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Mọi người nghĩ rằng chúng tôi đang cố kéo họ vào lữ đoàn, đưa cho một khẩu súng và sống trong chiến hào. Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng như vậy. Các bộ ảnh sau đó được lữ đoàn in lên các biển quảng cáo cỡ lớn, đồng thời đăng tải trên các phương tiện truyền thông phổ biến. Bà Bondarenko tiết lộ. Chiến dịch quảng bá kiểu mới này giúp lữ đoàn nhận được 150 đến 200 đơn xin gia nhập mỗi ngày, nhưng chỉ khoảng 10% trong số đó được chấp nhận. Theo bà, đây vẫn là một kết quả thành công. Khi những nỗ lực của Ukraine nhằm tuyển đủ quân cho tiền tuyến, vấp phải sự hoài nghi của dư luận, các quan chức và đơn vị quân đội đã bắt tay thực hiện chiến dịch vận động người dân, đăng ký nhập ngũ bằng chế độ linh hoạt và hấp dẫn họ dùng cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn là đăng thông tin lên các trang web việc làm và trung tâm cộng đồng bằng quảng cáo và mạng xã hội với một yếu tố mới lạ được phép lựa chọn ví dụ các ứng viên có thể lựa chọn đơn vị tham gia vị trí phù hợp với kỹ năng của họ và thời gian họ muốn phục vụ trên khắp các tuyến phố đều có bảng quảng cáo đăng lời kêu gọi người dân tham gia bảo vệ đất nước kèm theo mã qr thuận tiện thứ trưởng quốc phòng natalia karnikova cho biết các nhà hoạch định quân sự nhận ra rằng ở một quốc gia dân chủ, cho phép người dân lựa chọn có thể là cách để thu hút họ nhập ngũ. Đã không cần chuyện hàng loạt tình nguyện viên hăng hái đăng ký, tham gia quân đội như khi cuộc xung đột mới nổ ra. Chính phủ Ukraine thừa nhận hoạt động tuyển quân đang gặp khó khăn, trong khi hàng ngàn người trốn nghĩa vụ hoặc xuất ngoại để tránh phải ra tiền tuyến. Kể từ đầu năm 2024, hơn 400 tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã nhắm vào các nhà máy và mạng lưới truyền tải điện của Ukraine. Và hiện tại, mục tiêu không kích của Moscow là các trạm biến áp và đường dây kết nối các nhà máy điện hạt nhân với lưới điện. Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt điện nghiêm trọng, có ý kiến cho rằng đây sẽ là một đông khắc nghiệt nhất từ trước đến nay. Một nhà phân tích đã nhận định, nếu các cuộc tấn công của Nga ngắt kết nối các nhà máy khỏi lưới điện, thì nguồn điện ổn định do Ukraine không còn nữa. Do vậy, bất kỳ cuộc tấn công nào vào các trạm biến áp đều có thể gây ra hậu quả tàn khốc. Thủ tướng Ukraine ông Denis Smigal cho biết, Kiev đang nỗ lực hết sức để tăng tính bền vững của năng lượng, đặc biệt là ở các khu vực tiền tuyến và các khu vực sát biên giới với Nga. Ông nói thêm rằng, các thành phố phụ thuộc vào các nhà máy điện nhiệt lớn đặc biệt sẽ bị tổn thương vì Nga cố tình tấn công các loại cơ sở này, phá hủy hoặc làm hư hại gần 90% tổng sản lượng điện nhiệt trong nước. Thủ tướng nói thêm rằng, ưu tiên của Kiev là cung cấp các nguồn nhiệt và điện thay thế cho các khu vực này, đồng thời lưu ý rằng Kharkov, thành phố lớn thứ hai của đất nước, đã nhận được hàng chục đơn vị thiết bị năng lượng, bao gồm cả máy phát điện công suất lớn. Ukraine đã phải chịu tình trạng thiếu điện nghiêm trọng trong mùa hè này, mặc dù đã nhập khẩu điện từ các quốc gia lần cận. Chính phủ đã nhiều lần kêu gọi người dân tiết kiệm điện, trong khi công ty năng lượng nhà nước của Ukraine Ukraine đã áp đặt các hạn chế cung cấp điện cho người tiêu dùng công nghiệp. Trước đó, Phái bộ Giám sát Nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine có thể gây ra hậu quả tàn khốc cho đất nước này khi mùa đông đang đến gần. Nếu Nga tấn công cơ sở hạ tầng điện hạt nhân của Ukraine thì hoàn toàn có thể gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc UNHCR cảnh báo các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng hạt nhân sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra thảm họa. Các chuyên gia dự đoán tình trạng mất điện mùa đông sẽ kéo dài từ 4 đến 18 giờ mỗi ngày khi thời tiết lạnh giá ập đến. Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng German Galutchenko không đồng tình với đánh giá này, nói rằng mặc dù tình trạng mất điện có thể xảy ra, nhưng chúng sẽ do sửa chữa khẩn cấp gây ra và không mang tính hệ thống. Ông cũng nhấn mạnh rằng lưới điện của Ukraine hiện được bảo vệ tốt hơn nhờ các hệ thống phòng không. Ông Alexander Livitnenko, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia cho biết, Kiev dự kiến Nga sẽ tiến hành các cuộc không kích lớn mới khi mùa đông đến với Ukraine. Trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài giữa Ukraine và Nga, sự hỗ trợ của các quốc gia phương Tây đối với Kiev đang bắt đầu có dấu hiệu trùng lại. Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Elena Vantonen đã lên tiếng cảnh báo về sự mệt mỏi này cho rằng xu hướng giảm bớt sự chú ý và nguồn lực cho Ukraine đang trở nên rõ rệt hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng duy trì cuộc xung đột của Ukraine với Nga, mà còn có thể ảnh hưởng đến sự gian đe chung của châu Âu. Bà Vantonen nhấn mạnh rằng cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông đã góp phần chuyển hướng cả sự chú ý và nguồn lực từ Ukraine. Sự chuyển hướng này không chỉ liên quan đến các cuộc thảo luận tại các diễn đàn quốc tế, mà còn thể hiện rõ trong các chính sách hỗ trợ của các nước phương Tây đối với Ukraine. Theo bà Van một trong những câu hỏi lớn hiện nay là thế nào là đủ khi đề cập đến sự ủng hộ dành cho Ukraine. Bà Van cho biết nếu chúng tôi để Nga giành chiến thắng ở Ukraine thì về cơ bản chúng tôi sẽ chấm dứt tính đáng tin cậy về sự răn đe của mình. Có thể nói, mối quan tâm của các quốc gia phương Tây đang dần bị phân tán, đặc biệt khi cuộc xung đột ở Trung Đông đang thu hút sự chú ý. Nhiều quốc gia trong Liên minh phương Tây đang cảm thấy áp lực và căng thẳng ngày càng tăng sự mệt mỏi đang xuất hiện khi các gói viện trợ quân sự bắt đầu trở nên nhỏ hơn và chậm chế trong việc chuyển giao do các vấn đề nội bộ và những rào cản về mặt hành chính điều này đặc biệt rõ ràng khi đức một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho ukraine trong eu đã thông báo rằng họ không còn vũ khí hạng nặng để gửi sang kiev tình hình tài chính của nhiều quốc gia châu âu cũng đang gặp khó khăn do ngân sách quốc phòng hạn chế trong khi washington cũng đang phải vật lộn để bổ sung kho dự trữ vũ khí của mình để ứng phó với sự mệt mỏi này, bà Van Tunen kêu gọi các quốc gia phương Tây không chỉ duy trì mà cần thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Nga. Bà đặc biệt chỉ ra rằng việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với đội tàu bí mật của Moscow, những tàu chở dầu không được bảo hiểm, cần được xem xét như một phần quan trọng trong nỗ lực gây sức ép lên nền kinh tế Nga. Các quan chức Ukraine đã liên tục kêu gọi phương Tây không nên trở thành nạn nhân của sự mệt mỏi, mà cần tiếp tục hỗ trợ một cách mạnh mẽ và kiên định. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak đã bày tỏ sự không tin tưởng vào việc các quốc gia phương Tây là nghĩ rằng đã đến lúc mệt mỏi và thua cuộc sau hai năm xung đột. Lời kêu gọi này cho thấy tầm quan trọng của sự đồng lòng và cam kết từ các nước đồng minh trong việc giúp Ukraine duy trì sức mạnh quân sự và sự tồn tại của đất nước trong cuộc xung đột chống lại Nga. Trong khi đó, các quan chức Ukraine đã ra lệnh sơ tán bắt buộc tại thành phố Kubian và ba địa phương lân cận thuộc tỉnh Kharkov khi quân Nga ngày càng áp sát trong khi mùa đông đến gần. Tỉnh trưởng Kharkov Oleksiy Nehubov cho biết, tình hình khó khăn nhất là tại khu vực Kubian, ở bờ đông sông Oskin, con sông chia hai nửa thành phố. Chúng tôi không còn có thể đảm bảo việc khôi phục nguồn cung điện, nhiệt và nước do pháo kích liên tục. Toàn bộ các đội sửa chữa đang ở ngay dưới làn đạn của nga. Hiện tại, lực lượng nga đang tiến lên dần dần tại tỉnh Donetsk ở miền đông và cũng hoạt động tích cực tại tỉnh Kharkov ở phía bắc, chủ yếu nhắm vào Kubian. Hãng TASS dẫn lời đại tá về hưu của cơ quan an ninh Ukraine. Oleg Starikov cho rằng, lực lượng nước này gần Kuban có thể bị bao vây. Nếu Kuban bị cắt đất kết nối, lực lượng Nga có thể tiếp tục tiến về Kharkov. Một năm trước, vào ngày 10 tháng 10, một chiến dịch tấn công của lực lượng vũ trang Nga bắt đầu từ sườn của khu vực kiên cố Adipka. Trong thời gian này, quân đội Nga đã giải phóng hơn 1 1850 km vuông đất liền, tiến quân trung bình 5 km vuông mỗi ngày với tốc độ gần bằng các chỉ số tốt nhất về thời kỳ đầu của quân khu phía Bắc. Trong số những nguyên nhân dẫn đến những thành công ấn tượng, đó là sự cải tiến về chiến thuật tác chiến, đặc biệt là ở khu vực thành thị và những thành công của ngành công nghiệp quân sự. Nhưng một lý do quan trọng dẫn đến thành công của Nga là sự cạn kiệt nhân lực của lực lượng vũ trang Ukraine. Sự thất thủ của Uleda xảy ra vào ngày 3 tháng 10 năm 2024, một năm sau khi bắt đầu cuộc tấn công Adipka, hóa ra lại là một bước ngoặt quan trọng mặc dù không phải là duy nhất trong trạng thái tâm lý của quân Ukraine. Đặc biệt, lữ đoàn 72 của lực lượng vũ trang Ukraine, một trong những đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất, đã bị chảy máu khô trong các trận chiến giành thành phố, và tình hình thảm khốc của họ phần lớn là do việc lữ đoàn 123 TRD phòng thủ lãnh thổ từ chối đến giải cứu. Nói một cách đơn giản, thay vì thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, hơn 100 người được huy động đã đào ngũ và chỉ huy của họ, đại tá Igor Krip đã tự sát. Tuy nhiên, những tổn thất to lớn mà các nguồn tin chính thức của Nga cho biết có hơn 700.000 binh lính thiệt mạng về phía Ukraine và sự chia rẽ về văn hóa và chính trị trong nước, ví dụ việc đàn áp tiếng Nga trong khi trụ cột chính của lực lượng vũ trang Ukraine là cư dân nói tiếng Nga ở phía Đông Nam và việc huy động bạo lực đều làm suy yếu mong muốn cầm vũ khí. Để đánh giá quy mô của vấn đề về nhân sự trong quân đội Ukraine, hãy nhìn vào các con số. Tháng 1 năm 2024, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết có 880.000 người phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine. Vào ngày 8 tháng 10, các dữ liệu từ văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết có 45.543 người đã từ bỏ đơn vị hoặc đào ngũ, chiếm khoảng 5,2% tổng số. Nhưng đây là ước tính thận trọng nhất. Nếu lời của nhà báo Ukraine Volodymyr Boyko phục vụ trong lữ đoàn 101 của lực lượng vũ trang Ukraine là đúng, thì số lượng người đào ngũ đã lên tới 200.000 người, thì lực lượng vũ trang Ukraine đã mất khoảng 22,7% nhân sự. Bình luận về thực trạng này, nhà lập pháp Sergei Jeptusok cho biết trên kênh Newsline, một số binh sĩ Ukraine đào ngũ do bị đối xử không tốt trong quân đội, bao gồm từ sĩ quan cấp trên. Ông nói, chúng ta đang nói về những người rời khỏi đơn vị của họ mà không được phép. Có rất nhiều người trong số họ, và không chỉ vì sợ hãi, cho biết có một tỷ lệ đáng kể binh lính đào ngũ là do các chỉ huy hành xử không đúng theo chuẩn bực. Ngoài ra, ông Jeff chỉ trích các quan chức cơ quan tuyển quân địa phương ở Ukraine, những người mà ông mô tả là bắt nam giới trên đường phố và đưa thẳng họ lên xe buýt. Ông cho rằng đây là nỗ lực nhằm gia tăng số lượng tân binh, nhưng lại ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng của binh sĩ trong lực lượng vũ trang. Ông cho hay những người bị ép buộc nhập ngũ như vậy không có động lực chiến đấu. Theo ép bốt, quy mô đào ngũ đã trở nên nghiêm trọng tới mức vờ khốp Narada, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật số 11322 hồi tháng 8, trong đó quy định rằng lần đào ngũ đầu tiên của binh sĩ sẽ không bị khép vào tội hình sự. Luật này cho phép người lính trong lần đào ngũ đầu tiên có thể trở về đơn vị của mình mà không bị trừng phạt nếu chỉ huy của anh ta đồng ý. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm Nóng Thế Giới trên kênh Youtube chính thức của Báo Điện Tử VTC News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!